Xin chào, xin giới thiệu với quý anh chị một dòng sản phẩm khác của VinFast, đó là ER17505 hay còn có tên gọi khác là ER17505H. Thì đây là dòng VinFast lithium dùng để nuôi nguồn BOC Memory Backup điện thế 3.6V, lithium primary. Đầu pin chưa được tích hợp giắc cắm hoặc chân thép vì đa số người sử dụng họ không sử dụng giắc cắm và chân thép, nhưng nếu quý anh chị có nhu cầu thì chúng tôi sẽ tích hợp giắc cắm. Đây là một dòng pin được hãng Fanso ủy quyền cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tràng An, www.pinnuonguon.vn, độc quyền nhập khẩu tại Việt Nam. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập vào website hoặc liên hệ số 0909 911 096. Với mã ER17505 có nghĩa là kích cỡ của viên pin khoảng 17 mm nhân 50.5 mm trên một viên.